Xin chào Hội Thánh. Lần đầu tiên ban giảng dạy chúng tôi được làm một lượt, một lèo ba tuần. Cũng vui vui mà cũng đuối đuối. Vậy mới biết ông mục sư mà mỗi tuần, hồi sợ ông bà nghĩ ông mỗi tuần ông đi làm nữa. Với lại có một cái tin cập nhật. Nãy mỗi lần được lên giảng đây hồi hộp quên lum hết. Có lẽ phải nói với lại anh Quyền cái thông báo có một cái tin không được vui và cái tin cũng không biết là vui không. Nghĩa là cũng không có gì quan trọng nhưng mà có tin tức từ Việt Nam, những người từ đất mẹ là mục sư với lại cô Vân thì mục sư của chúng ta đang bị cúm, bị đau mình. Công việc thì nó vẫn còn đó mà mình biết mà mục sư mà cúm thì chắc không có thấm thía gì ổng. Công việc thì ổng cứ làm thôi. Nhưng mà đau, người đau nhất rồi cũng bị những cái chứng vậy, mình còn nhớ cầu nguyện cho mục sư. Còn một tin nữa thì cũng không biết là vui hay buồn. Là anh của mục sư là mục sư Mẫn có đặt cho mục sư Trí mình với lại chị Vân cái vé đi du lịch ở Vịnh Hạ Long hay gì đó. Nhưng mà mình cũng biết là cái chữ du lịch đó ông mục sư là không biết ổng buồn hay là ổng vui nữa. Đây ổng không có thời gian để ổng làm việc thì ổng không có vui. Thành ra mình cũng nhớ tới mục sư trong cái sự trong cái thời gian công tác với công việc Chúa, xin Chúa co cho ông cũng có cái sự phần nào thảnh thơi để dành được vài ngày tận hưởng cái vẻ đẹp của thiên nhiên ở quê hương mình. Chị Vân thì 30 năm rồi mới trở lại Việt Nam, biết cái nỗi niềm của người xa xứ. Khi mình nói tới về Việt Nam đi du lịch, đó là những cái ước ao, những cái ham thích của nhiều người chúng ta được về quê hương thăm viếng rồi thăm lại người xưa cảnh cũ rồi bạn bè Hội Thánh. Nhưng mà ở cái tuổi của mình á, thì ngoại trừ đi chơi đó, còn đi thăm một chỗ nữa rất là thường, đó là đi thăm bác sĩ. Hồi nhỏ gặp nhau thì hỏi đi chơi đây chưa, đi chơi kia nha. Cái lớn lớn lên chút đi làm ăn rồi gặp nhau kiếm được việc gì chưa, cưới vợ chưa, có con rồi sao. Giờ mà gặp nhau hỏi đi bác sĩ nào không mà họ uống thuốc gì không à. Nhưng mà cái đó nó mà ở đây không biết có ai có hai cái loại người mà thích đi bác sĩ. Mà có một người thích đi bác sĩ mà nghe tin vui thôi, mà nói tin buồn không thích. Ví dụ nghe bệnh là không thích, bởi vì nhiều người không muốn đi bác sĩ luôn, tại vì không muốn nghe nói mình bệnh. Đi tới lỡ bác sĩ cũng nói mình bệnh cái là mình bệnh thiệt, sao làm như là mình không tới là mình không bệnh vậy đó. Nhưng mà có một loại người là tới bác sĩ là phải bệnh, bỏ tiền ra mà lại bác sĩ mình nói không bệnh tôi tới thăm bác sĩ làm gì. Thành ra có một loại người như vậy. Tôi nhớ có cái câu chuyện là cái bà đó, cái ông chồng bà cứ mỗi lần uống nước chanh vô là con mắt sưng lên. Cái bà tức quá bà dẫn ông chồng đi bác sĩ, ông chồng khám đủ thứ hết, nội soi ngoại soi rồi các thứ hết, không thấy gì hết. Không sao, không sao được, ông uống chanh vô không bị vậy à. Cái ông này kỳ quá, uống chắc máu thử hết cái gì không có cái gì hết trơn á. Bà này không được, ông có bệnh gì mới được. Thì bác sĩ nói thôi giờ thử hết trơn rồi, ông giờ thôi ông bà khuấy lên nước chanh xong bà đưa cho ông uống rồi tôi coi thử coi làm sao. Thì ông uống đi, bà khuấy đi chanh xong cái ông uống cái muỗng khuấy xong uống, nó cầm uống cái muỗng dứt trong mắt ông. Thì ông nói thì ra là này nó không có bệnh gì hết. Nhưng mà cái muỗng không, mỗi lần uống cái muỗng thỉnh thoảng nó đụng vô đó làm mắt bà ông đỏ lên. Thì bà không biết, bà không thấy, bà cứ nghĩ ông bệnh. Nhưng mà cái điểm ở đây muốn nói là có một số người đó là rất là quan tâm tới sức khỏe mình. Nhiều khi tới bác sĩ đó, không có gì cũng phải đòi phải kiếm cho ra bệnh cho đáng tiền bát gạo mình đi bác sĩ. Và quan tâm rất là quan tâm. Mà chúng ta biết là nhiều người chúng ta trong bây giờ, tại vì bây giờ đời sống thoải mái rồi, thành ra chuyện ăn uống thành vấn đề, nó vấn đề là uống thuốc thôi. Ăn không nhiều mà tiền thuốc nó nhiều. Chúng ta quan tâm tới cái thân xác của mình rất là nhiều, và bằng đủ mọi cách để mình giữ sức khỏe của mình. Đi khám bác sĩ định kỳ 6 tháng, 5 đủ hết.
nhưng mà cái đời sống thuộc linh của mình thì nhiều lúc mình không biết mình có kiểm tra hay không. Và trong cái bài học từ tuần rồi, không biết chúng ta còn nhớ không, đó là ở trong phần thứ nhì từ câu văn nhất đoạn 1 từ câu 5 á, thì tới đoạn 2 câu 2 trong cái chủ đề là chiếu rọi sự sáng trên tội lỗi của chúng ta. Nếu mà chúng ta có cái dàn bài ở đó thì chúng ta thấy là ở đây, ở trong cái phân đoạn này nó có hai cái cuộc thử nghiệm. Cái thứ nhất từ câu 1 tới câu 7 là cuộc thử nghiệm sự sáng. Và ở trong phần thứ nói tới chúng ta khi mà nói tới cái phải coi chừng, cẩn thận, cảnh giác cái chỗ mình bước đi. What's where we walk. Mà cái chữ bước đi nói là cái chỗ mình sống á, thì mình nói bước đi là sống. Và cái phần thứ nhì từ câu 8 tới đoạn 2 câu 2 thì nói tới cái cuộc thử nghiệm tội lỗi. Là cẩn trọng, chú ý cái thời điểm mình phạm tội, cái khi mình phạm tội. What, when we sin. Yeah. Thì chúng ta ôn lại một chút cái phần chúng ta vừa học. Chúng ta nhớ là trong cái phần đầu thì ông nói cái điều mà ông nôn nã, nóng nảy rao truyền. Và cái điều đó nó đến từ một cái nguồn mà đã có từ đời đời vô cùng. Ông nói từ trong câu 1 là điều có từ trước hết. Và cái chữ trước hết này là từ đời đời vô cùng, trước khi cả sáng thế. Và cái chữ the beginning ở trong sáng thế ký cũng như ở trong phúc âm văn ban đầu có ngôi lời, cái chữ ban đầu này nè, trước hết này nè, thì là điều chúng tôi đã nghe. Ông nói cái điều mà nó từ xa xăm muôn thở đó, từ cõi đời đời vô cùng đó, mà chính ông đã, ông chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Ông muốn nói về lời sự sống, không chỉ nói là về Chúa Giêsu, mà ông nói cả một cái thân vị, công tác và sứ điệp của Chúa Giêsu nữa, lời sự sống, the word of life. Thì ở đây cho chúng ta thấy là trong cái ý đầu tiên là ông nôn nã bởi vì ông được kinh nghiệm một cái kinh nghiệm rất rõ ràng về sự sống, về lời sự sống, về Đấng Christ, về trời Chúa cứu thế. Và ở trong phần thứ nhì ông nói tới vì sự sống đã bày tỏ ra cho chúng ta có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em. Ở trong phần này ông nói tới những cái điều mà ông kinh nghiệm được, chứng kiến được, tận mắt nghe, tận tai, tai rờ chạm, đó là những cái điều mà nó thôi thúc ông, nó trở nên một cái kinh nghiệm rất là rõ ràng để ông làm chứng lại và ông rao truyền lại. Trong cái kinh nghiệm được nhận biết Chúa một cách rõ ràng đó, nó thúc giục và nó là một cái động cơ, nó cũng là một cái trách nhiệm của cái người khi kinh nghiệm được điều đó thì phải rao truyền lại cho và rao truyền trong một cái làm chứng lại cho với một cái kinh nghiệm được tiếp xúc một cách gần gũi, một cái kinh nghiệm rất rõ ràng được gần gũi với Chúa, được nghe chính Chúa nói và Chúa dạy dỗ. Và trong phần thứ ba, ông nói tới phần thứ ba và thứ tư ở trong câu giữa câu 3 và câu 4 nói tới cái mục đích mà cái mục đích mà ông muốn rao truyền đó là hầu cho anh em được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cũng nhớ là cái mục đích để mà chúng ta làm chứng về Chúa, nói về Chúa không phải là để đem người ta đến nhà thờ, không chỉ. Và tất nhiên mình muốn người ta đến nhà Chúa để thờ phượng Chúa, để nghe lời Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết đó là để chúng ta có cái mối giao thông. Và cái chữ giao thông là nó hay hơn cái chữ thông công. Giao thông là nó quyện lại nhau, sống chung với nhau. Mà như lần rồi chúng ta học đó, cái hình ảnh của một thân thể ở trong Đấng Christ, giao thông với nhau, những chi thể khác biệt nhau nhưng mà ở trong một cái thân thể của Đấng Christ. Và đó là cái sự giao thông, kết nối với nhau, nó có một cái liên hệ mật thiết hơn là chỉ là những công việc, những cái sự những cái giao tiếp. Đây là cái sự hiệp một, làm một với nhau. Và ông nói không phải là chỉ là giao thông với nhau, nhưng mà ông nói
Vả chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với Đức và con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Cái quan trọng nhất của cái niềm tin của chúng ta, và nó khác hẳn với tất cả các niềm tin khác, đó là cái mối liên hệ với đấng chúng ta thờ phượng, là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời. Chúng ta không chỉ đến để học biết cái cách sống như thế nào ở trên đời này, mà làm sao để được giống như thần học thịnh vượng, làm sao để sống sung mãn, giàu có. Đó không phải là mục đích. Đó không phải là cái mục đích mà Chúa muốn chúng ta tìm đến với Ngài. Mặc dù Chúa ban phước cho chúng ta, nhưng mà đó không phải là mục đích chính. Và mục đích chính là chúng ta thông công với nhau, và trong mối thông công đó, Đấng Christ là đầu của cái thân thể của Đấng Christ. Và cái điều tiếp theo là cuối cùng ở trong cái ý của phần đầu đó là để cái được tiếp nhận trọn vẹn sự vui mừng trong chúng ta. Ở trong câu 4 chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy, được trọn vẹn. Chúng ta thấy là cái chữ sự vui mừng ở đây á, nó là một cái sự vui mừng thiên thượng, thánh khiết. Nó khác với cái niềm vui mừng gặp được người ấy, hay là lập gia đình, hay là thành đạt trúng số, tất cả những điều gì mà ở đây ở người đời người ta ước ao á, mà khi người ta có được người ta vui, người ta rất là vui đó. Nhưng mà rồi như đừng nói mình nghe là bất kỳ cái gì mình có trên đời này rồi nó cũng tiêu tan hết trơn á. Ai cũng biết điều đó. Giàu có sang trọng gì, quyền quy gì rồi thì tới lúc bước vô Rose Hill thì cũng hai bàn tay trắng thôi, tiêu tan hết. Nhưng mà cái niềm vui ở đây là một cái niềm vui trọn vẹn, niềm vui được giữ cái mối thông công với Đức Chúa Trời, và trong một cái tương lai chúng ta được ở trong sự hiện diện của Ngài ở trong cõi đời đời. Và đó là cái niềm vui trọn vẹn, mà đó là cái mục đích chúng ta rao truyền ra, các sứ đồ rao truyền ra và tiếp nối những người nhận biết Chúa, những người kinh nghiệm được Chúa, và chúng ta học đó là chúng ta kinh nghiệm được những điều này. Chúng ta không có mắt thấy tai rờ, nhưng mà những điều Chúa làm việc trên đời sống chúng ta nó quá rõ ràng để chúng ta có thể nín lặng. Chúng ta phải nói ra, và nói ra điều đó không chỉ là để cho người ta đi nhà thờ, để cho người ta đến với Chúa, bởi vì đó là cái mục đích cao cả nhất, bởi đó là mục đích cái điều mà đã ban cho chúng ta được cái niềm vui 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 thỏa trọn vẹn ở trong Chúa. Và rồi tiếp theo ở phần đó, ông đi tiếp ở trong câu số 5 là ông đi vào cái vấn đề này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em, rằng Đức Chúa Trời là sự sáng. Chúng ta lần trước thì chúng ta qua cái phần là bước vào vì Đức Chúa Trời là sự sáng, và chúng ta có hai cái cuộc thử nghiệm. Cái cuộc thử nghiệm thứ nhất là cuộc thử nghiệm sự sáng. Chúng ta phải để ý, chú ý cái chỗ mình bước đi, bởi vì ở trong câu 6 tiếp theo, ví bằng chúng ta nói mình giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Thì ở đây chúng ta thấy là khi mà ông nói nay là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em, ở chữ, cái chữ mình nghe nó rất là đơn giản, nay là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài. Cái chữ truyền giảng đây là cái message, cái sứ điệp mà các sứ đồ chúng tôi, đây là các sứ đồ đã nghe nơi Ngài và truyền lại. Cái chữ truyền lại này là cái chữ rao truyền, công bố, rao báo. Cái chữ proclaim, herald, giống như là cái người mà ông Giăng Báp-tít mà khi mà rao báo cái sứ điệp là chiên con của Đức Chúa Trời, đó là cái chữ cái người đi trước mở đường cho vua rồi, và rao báo ra, công bố một cái sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Và cái sứ điệp này đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em, rằng, và sứ điệp đó là gì? Đức Chúa Trời là sự sáng. Dạ, Đức Chúa Trời là sự sáng thì sao? Mình nghe cái điều đó mình thấy có cái gì mình có đánh động, có làm cái gì mình suy nghĩ hay không? Đức Chúa Trời là sự sáng. Yeah, Đức Chúa Trời là sự sáng thì sao? Sự sáng ở đây là gì? Như lần trước chúng ta học đây là nó có cái yếu tố vật lý là sự sáng, nó, như lần trước nó có những cái dao động, những cái tần số,
mà chúng ta nhận biết được. Và ở đây cái sự sáng này là một sự sáng rực rỡ, oai nghi. Tất cả những cái từ ngữ nào nói đến một cái sự như ở trong Esai đoạn 6, khi mà tiên tri Esai thấy được cái vạt áo của Đức Chúa Trời thôi mà rực rỡ, là hay là ở trong Khải Huyền nói về những cái sự rực rỡ khi mà chiên con ở trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và trong Cựu Ước, cái sự sáng của Đức Chúa Trời đến mức mà dân sự của Chúa không thể nào tiếp cận được, không ai có thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời, bởi vì cái sự sáng đó chói lòa và thiêu đốt tất cả những cái sự bất khiết khi mà tiếp xúc với cái sự sáng đó. Và Chúa là sự sáng đó. Sự sáng nói lên cái sự thánh khiết, chí thánh, cái sự vinh hiển, oai nghi, rực rỡ. Và ở đây còn nói tới một cái yếu tố, ở trong Ngài không có, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Nó đối nghịch lại với lại cái bóng tối. Khi mình bắt đầu mình thấy đây, ông Giang ông cho mình thấy ra, mở hé ra, ông muốn nói đến sự sáng, sự thánh khiết của Chúa, bóng tối, tội lỗi. Trong Chúa là một cái sự thánh khiết hoàn toàn, chí thánh, và không có một cái bóng của cái tội lỗi, bóng đen nào hết. Và không có một, chẳng có một sự tối tăm đâu. Và trong câu số 6 thì ông nói rằng, nhưng mà có một số người trong thực tế tin nhận Chúa. Khi mà tin nhận Chúa, chúng ta ở trong Chúa, tức là chúng ta ở trong sự sáng. Nhưng mà cái lý luận của họ là, ông là ví bằng chúng ta nói mình đã giao thông với Ngài, giao thông với Ngài, ở trong Ngài, làm một với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm. Đó là một cái sự mâu thuẫn. Sự sáng không có một cái bóng tối nào có thể tồn tại được. Sự sáng chiếu rọi khắp thế gian này, soi sáng khắp thế gian này, và chiếu rọi trong, phơi bày tất cả những tội lỗi, đốt cháy tất cả những cái sự bất khiết. Và bây giờ mình nói một cái thực tế là những người nói giao thông với Ngài mà vẫn còn đi trong sự tối tăm, thì ông nói đó là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Đó là một cái điều nói dối là gì? Là đưa ra một cái lý lẽ mà nó không đúng sự thật để mà làm lừa dối cái người nghe. Thì đây là khi mà họ nói là họ có cái sự giao thông với Chúa nhưng mà vẫn còn đi trong sự tối tăm, thì hoặc là cái sự sáng đó không phải là sự sáng, hoặc là họ, nếu mà cái họ đi trong sự tối tăm thì sự sáng đó không phải là sự sáng, mà nếu đó là sự sáng thì họ không thể nào đi trong sự tối tăm, bởi vì khi có sự sáng thì không có sự tối tăm, mà có sự tối tăm có nghĩa là không có ánh sáng ở đó. Và ở đây cho chúng ta thấy là cái khi đưa ra cái lý lẽ đó thì đó là một cái sự dối trá và không làm theo lẽ thật, bởi vì lẽ thật cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Và khi chúng ta đi ở trong sự tối tăm mà nói là giao thông với Ngài thì đó không phải là lẽ thật. Chúng ta qua phần tiếp theo. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ở đây nhưng cái đó là một cái lý lẽ sai lầm, một sự dối trá, và không có làm, không có thực hành cái lẽ thật. Nhưng ông nói nhưng ngược lại, nếu chúng ta thật sự đi trong cái sự sáng của Chúa thì cái bằng chứng là gì? Đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, cái sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta giao thông cùng nhau. Một cái đặc điểm của cái người tin Chúa, cái người ở trong sự sáng, đó là giao thông với nhau. Mình có một cái mối liên hệ với nhau. Bước vô nhà thờ nhiều khi giận hờn, nói xấu, rồi về buồn tới nỗi mà ăn ngủ không được. Nhưng mà chúng ta vẫn là cái mối liên hệ anh em nha. Anh chị em nhà cãi lộn nhau là chuyện thường. Tôi hai mấy đứa nhỏ tôi nó cãi, nó nhiều khi nhức cái đầu luôn. Nhưng mà tụi nó vẫn là anh chị em. Và rồi tới cái lúc nào nó trưởng thành rồi, nó sẽ yêu thương nhau thôi. Và ở trong hội thánh cũng vậy. Có những lúc chúng ta giận hờn nhau, chúng ta buồn nhau vì những cái chuyện gì đó. Nhưng mà rõ ràng thế như những người qua đây rồi phải không? Về Việt Nam gặp lại anh chị em mình, nhớ thương, nhớ là bao nhiêu kỷ niệm, nhớ luôn những kỷ niệm cãi nhau và xung đột với nhau. Khi mà chúng ta trưởng thành rồi thì chúng ta nhìn lại những cái điều đó, nó là những cái kỷ niệm. Cái quan hệ vẫn là, cái quan trọng là cái giao thông với nhau, chúng ta vẫn là một với nhau. Có xích mích, có xung đột, có hết.
nhưng mà cái sự giao thông với nhau nó cũng có. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái sự giao thông với nhau á, thì cho dù ngoài mặt chúng ta vui vẻ, chúng ta nói ngọt ngào gì chăng nữa, thì chúng ta không ở trong sự sáng. Thì đây là một đặc điểm mà chúng ta cần nhớ. Cái mối giao thông, cái chữ giao thông rất là hay. Làm một với nhau, quyện với nhau, sống chung với nhau, thì khi đó là chúng ta đang, cái bằng chứng là chúng ta đang ở trong sự sáng. Cái đó là cái thử, cái cuộc thử nghiệm thứ nhất. Thế thì bây giờ mình ôn lại cái lần trước đó là cái thử nghiệm về sự sáng là gì? Cái thứ nhất đó là nhận biết Chúa là ai và mình sẽ không có cái vấn đề bước đi trong tối tăm. À thì mình sẽ nói là như vậy thì mấy người Cơ Đốc nhân là thánh là không bước đi tới đâu là không có phạm tội phải không? Không. Chúng ta vẫn phạm tội. Chính vì vậy mà cái phần sau của cái câu số 7 nói rằng thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì mình vẫn còn phạm tội. Tại sao đi trong ánh sáng mình nói là không có bước đi trong tối tăm mà bây giờ vẫn phạm tội là sao? Phạm tội đây và được xưng công chính, đây là một cái lẽ đạo rất là huyền nhiệm mà chúng ta cần phải nhớ và cần phải hiểu, bởi vì các tà đạo bị đánh vào điều đây và nhiều con cái Chúa rất là chật vật vì những cái sự hiểu biết sai lạc này, và nó dẫn mình vô những cái sai quấy. Chúng ta đã được cứu và chính dòng huyết của Chúa Giêsu tẩy rửa mọi tội lỗi chúng ta. Và Chúa ở trong tôi không nhớ, nhưng mà chút nữa chắc tới là Đức Chúa Trời khoác chiếc áo công chính của Đức Chúa Trời trên chúng ta, và cái dòng huyết của Chúa Giêsu cất tẩy rửa, và chính Ngài mặc gánh hết tất cả những tội lỗi chúng ta, và Ngài mặc cái áo công chính của Ngài, của Đức Chúa Giêsu trên chúng ta, để trước Đức Chúa Trời chúng ta được xưng công bình. Xưng công bình có nghĩa là mình không phải là công bình, nhưng mà mình được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ở trong Đấng Christ, cái đó là điều kiện để được xưng công bình. Chúng ta phải ở trong Đấng Christ, bởi vì nếu mà chúng ta không ở trong Đấng Christ, chúng ta đứng ra cái con người tội lỗi của mình thì chúng ta sẽ bị đốt cháy trước cái sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và đó là cái yếu tố quan trọng, ở trong Đấng Christ và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Chúng ta vẫn trong bản ngã con người, chúng ta vẫn phạm tội. Nhưng buộc tội bây giờ đây qua cái dòng huyết của Chúa Giêsu, qua sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, chúng ta đã được xóa cái bản án đó. Và Chúa khoác chiếc áo công chính trên đời sống của chúng ta. Dẫu vậy, chúng ta chưa, khi mà được cứu, chúng ta được xưng công bình, và rồi chúng ta qua một cái quá trình gọi là nên thánh. Và quá trình này là cái quá trình mà chúng ta sẽ được, đây là chúng ta đang sống. Đó là tại sao mà mỗi ngày chúng ta phải đọc lời Chúa, phải cầu nguyện, phải đến thờ phượng, học biết về Chúa mỗi ngày. Đó là gọi là quá trình nên thánh, để qua lời Chúa, qua sự làm việc của Đức Thánh Linh, mỗi ngày chúng ta trở nên giống Đấng Christ càng hơn. Và rồi đến khi ngày chúng ta gặp Chúa thì đó là cái giai đoạn chúng ta được vinh hiển. Cái điều đó có nói ở trong Roma mà chúng ta sẽ cũng được học tới. Nhưng mà ở đây cái chữ nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Đây là hai cái yếu tố mà chúng ta thấy. Khi mà chúng ta được cứu, chúng ta ở trong sự sáng thì chúng ta sẽ giao thông cùng nhau, có một cái mối giao thông tương giao với những người cùng niềm tin với nhau. Và không có phủ nhận điều này, ông Giang ổng lưu ý cái điều này, bởi vì chính cái điều này là cái điều mà nó xảy ra những cái tà giáo đánh vào cái sự thiếu hiểu biết của một số con cái Chúa. Ông vẫn còn có tội, nhưng huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta bước qua cái phần tiếp theo là cái cuộc thử nghiệm tội lỗi từ câu số 8 cho tới câu số 2 ở trong chương thứ 2. Thì ở trong cái phần này chúng ta thấy có 4 cái ý chính ở trong cái tờ chương trình. Cái ý thứ nhất ở câu số 8, phủ nhận tội lỗi là hoàn toàn ảo tưởng và không có lẽ thật. Cái thứ nhì là ở trong câu số 9 là xưng nhận tội lỗi
nhận được, sẽ nhận được sự tha thứ hoàn toàn mà không có sự bất chính. Cái ý thứ ba là loại bỏ tội lỗi là điều hoàn toàn phỉ báng và không có lời Chúa. Và cái ý thứ tư ở trong câu số 10 và ý thứ tư ở trong cái đoạn 2 từ câu 1 câu 2 là vi phạm tội đòi hỏi một đấng bảo hộ công bình hoàn toàn để không bị kết án. Trước khi chúng ta bước vào cái phần mới, chúng ta xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Lời Chúa dẫn chúng con vào những lẽ đạo huyền nhiệm và cho chúng con biết chúng con đang thờ phượng một đấng chí thánh. Ngài là sự sáng, Ngài soi rọi vào trong nơi tối tăm. Ngài đem chúng con ra khỏi bóng tối và cho chúng con kinh nghiệm được sự sáng của Ngài mỗi ngày qua lời của Chúa, qua sự làm việc của Chúa Thánh Linh trong đời sống của chúng con, qua mối thông công với thân thể của Ngài, thân thể Đấng Christ là hội thánh của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa Ngài một lần nữa ở cùng chúng con trong thời giờ này khi chúng con đến với lời của Chúa, mở lòng mở trí chúng con, khắc phục những cái yếu đuối, những cái sai phạm của chúng con để rồi chúng con hiểu được lời Chúa một cách đúng đắn. Bởi vì chúng con biết rằng chính cái sự thiếu hiểu biết của chúng con dẫn đến những cái sai lầm trong đời sống chúng con. Chúng con sẽ không có sống làm sáng danh Chúa, đẹp lòng Chúa được. Mình xin Chúa thời gian này ở cùng mỗi chúng con và cho chúng con hiểu rõ được ý của Chúa trong lời của Ngài và biết cậy sức Chúa để sống, để thực hành và kinh nghiệm được sự đắc thắng ở trong Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con dâng mỗi chúng con và dâng thì giờ này trong kính tay quyền năng yêu thương của Chúa. Chúng con cùng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong câu số 8, chúng ta đi vào ý thứ nhất. Thì ông đưa thêm một ở trong cái phần trên thì ông nói một cái nan đề mà hội thánh đối diện. Nan đề thứ nhất đó là những cái người nói là tin Chúa rồi nhưng mà vẫn sống một cái đời sống luôn tuồng. Họ sống chứ không phải họ phạm tội thì ai cũng phạm tội, nhưng mà cái này là sống đi trong bóng tối. Họ thoải mái với lại cái vấn đề tội lỗi. Và như chúng ta cũng được đề cập tới những cái tà giáo như là trí huệ giáo hay là theo cái thuyết nhị nguyên, đó là cơ thể con người chúng ta có hai phần tách biệt nhau, thể xác và linh hồn. Mà khi được cứu rồi là linh hồn siêu thoát là xong, là thanh sạch thánh khiết, không có gì đụng chạm tới nữa hết. Thể xác làm gì làm. Thành ra mấy ổng nói ổng cứu rồi là bắt đầu làm gì làm. Thân xác là chuyện của thân xác, còn linh hồn là chuyện riêng. Và đó là một cách biện minh cho một cái đời sống đi trong bóng tối. Hay là trí huệ giáo thì họ nói là khi mà đạt tới một cái đỉnh cao của sự hiểu biết và nhận biết được thì họ được siêu thoát, và khi đó là đời sống của họ nó cái đời sống phàm này nó là nó không có liên hệ gì, mà đã được cứu rồi, họ đã được giác ngộ, đã được lên tới đỉnh rồi, thành ra họ có quyền làm những mà họ không cần cái sự tha thứ nữa, họ không cần Đấng Christ và đời sống của họ. Và chúng ta cũng sẽ thấy được một chút nữa mình sẽ bàn tới cái vấn đề đó, nó cũng rất là thực tế trên đời sống của nhiều cơ đốc nhân của chúng ta. Và ở đây cái nan đề thứ nhì ông đưa ra rằng nếu là một cái trường hợp là chúng ta nói, thì cái chữ này ông nói là nếu chúng ta nói mình không có tội. Ok, trước hết mình thấy là ở đây ông nói gì, chúng ta nói cái lý luận này á là từ đâu? Từ chúng ta, từ con người. Và chúng ta để ý cái điều này, đây là một cái nan đề muôn thở và chọn cho tới bây giờ. Và ngay cả ở trên cái buộc giảng của các nhà thờ Tin Lành cũng tôi nói, lời Chúa để qua bên, hay có thể lắm là đem lời Chúa ra nhưng mà khi mà thực hành thì thực hành theo chúng ta nói.
Và đây là một cái thực tế mà chúng ta rất cẩn thận, chúng ta, cả chúng ta nữa, trong gia đình chúng ta cũng vậy. Lời Chúa để qua bên. Ba nói như vậy, mẹ nói như vậy, con nói như vậy, mỗi người nói như theo ý mình, lời Chúa để qua một bên hết. Và ở đây ông nói để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nói, chúng ta có thể nói mọi điều, nhưng mà điều đó nó không dựa trên lời Chúa thì điều đó nó sẽ dẫn chúng ta đến những cái sai lạc mà chúng ta sẽ học tới. Ở đây là ông nói là nếu chúng ta nói mình không có tội, à cái chữ là have no sin, chúng ta không có tội, không có tội gì nữa hết. Mình nghe thấy mình quen rồi, nói, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Mình nghe mình biết rồi, bây giờ mình nói nghe nó không có tội thì mình nghe đúng là cái lý luận nó hơi vô lý. Thì ở đây ông nói là nhưng mà có những người nói là mình không có tội, thì chúng ta thấy thực tế nó có chứ không phải không. Nhiều khi mình không có nói ra, nhưng mà thí dụ như bây giờ mình nói hành, mà có ai nói lời Chúa nói đừng có nên nói hành nha. Nói hành mà tội gì, chuyện nhỏ đâu sao. Hay là cái tiếng Anh nói là white lie, nói láo mà không có ảnh hưởng tới ai á, thì sống phải nói láo chứ, hay là làm ăn thì phải nói láo chứ, giờ không làm nói thì cái đó mà tội sao. Chúng ta nói, mình cứ nói theo cái quan điểm của chúng ta, mình không có nói là tôi không có tội, nhưng mà cái đó mà tội gì. Và rồi chúng ta cứ sống theo cái quan điểm chúng ta nói. Thì ở đây ông cho thấy là có những người sống theo cái quan điểm mà chúng ta nói, là cho rằng mình không có tội. Nghe thì nó buồn cười, nó hơi ngu ngơ, nhưng mà thật sự có. Thật sự chính mình nhiều khi mình cũng vậy. Hay là mình chạy tội nhiều cách lắm. Mà một cái bằng chứng là mình không thấy cái đó là tội, thành ra mình không có xót xa, mình không có đau đớn. Và mình cũng không nhận biết Đức Chúa Trời là sự sáng, thành ra mình không thấy cái điều đó là một cái sự tổn thương đến Chúa. Mà không biết là cái điều đó nếu mà đứng trước Chúa là mình sẽ bị thiêu hủy. Và mình cũng không cần Chúa Giê-xu để mà biện hộ cho mình, thành ra mình không bao giờ cầu nguyện hay là xưng tội với Chúa. Cái đó là cái mình không nói, nhưng mà mình sống theo cái tôi nói trong lòng tôi. Không có tội, tôi không có tội. Thì ở đây ông cho chúng ta biết đó là sự chúng ta tự lừa dối. Và nếu mà chúng ta thấy đặt cái vế rất là hay, chúng ta nói là theo ý chúng ta, mình không có tội, thì chúng ta tự lừa dối. Và cái chữ lừa dối là gì? Mình nói mà nói sai, mình nói sai để mà trong mục đích là lừa gạt ai, thì ở đây là lừa gạt chính mình. Mình nói vậy mình nghĩ là để cho qua đi, nhưng mà chính ra là mình lừa chính mình. Và cái sự lừa dối đó là cái nó dẫn tới một cái điều gì? Tôi lừa dối thì sao mà bây giờ tôi khỏe tôi làm, bây giờ làm ăn nói dối chút xíu thì công việc nó suôn sẻ, bây giờ tôi nói thiệt một cái rồi là tiêu luôn cái công việc của tôi. Nhưng mà cái hậu quả đây là gì? Chân lý không ở trong chúng ta, lẽ thật không ở trong chúng ta, có nghĩa là gì? Chúng ta không ở trong Chúa, chúng ta không sống ở trong cái quan điểm của Chúa, không sống theo tiêu chuẩn của Chúa, không sống theo lời Chúa, chúng ta không ở trong Chúa. Chỉ vì chúng ta phủ nhận tội lỗi, không có tội. Tôi nói tôi không có tội, theo tiêu chuẩn của tôi. Và đó là sự lừa dối. Tôi đưa ra một cái lý lẽ sai lạc, theo tiêu chuẩn của Chúa, theo tiêu chuẩn của tôi là nó đúng á. Tự lừa dối có nghĩa là sai lạc với lại cái lẽ thật. Và để mục đích là lừa gạt, thì cái sự tự lừa dối là chính mình, là mình sẽ, cái hậu quả là chúng ta sẽ không còn ở trong cái lẽ thật của Chúa.
Lẽ thật của Chúa nói gì về tội lỗi? Ở trong Roma đoạn 3 câu 10 với câu 23. Như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Không có ai công bình hết. Không có ai là không phạm tội hết. Và vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hụt mất rồi. Có nghĩa là có đó mà bây giờ nó hụt. Thì mình cũng nhớ lại là khi Chúa tạo dựng chúng ta là một cái tạo vật toàn hảo, nhưng mà bởi vì sự bất tuân của tổ tiên chúng ta là ông Adam và bà Eva, và chúng ta mất đi cái sự vinh hiển đó, và chúng ta sống tiếp tục ở trong cái tội lỗi đó, chúng ta bị rủa xả, cắt đứt mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta không có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, chúng ta sống ở trong bóng tối. Ở đây là cái lẽ thật. Và chúng ta đã sống trong bóng tối, mà Chúa qua sự chết của Chúa Giêsu, Chúa đem chúng ta vào ánh sáng, và chúng ta sống trong ánh sáng và đi trong ánh sáng. Nếu chúng ta để kiểm chứng điều đó là chúng ta có nhận biết cái lẽ thật, hay là chúng ta vẫn sống trong cái tiêu chuẩn của sự dối trá, tự lừa dối mình và không ở trong cái lẽ thật. Thì trong cái trường hợp đó, trong cái tình trạng này, cái nan đề thứ nhì đây là phủ nhận tội lỗi, thì ông đưa ra một cái phương án giải quyết, đó là xưng nhận tội lỗi. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính, mọi điều, trong bản dịch 25 là mọi điều gian ác. Còn nếu là cái đó là của những người mà đi trong nói là đi ở trong cái sự sáng của Chúa, nhưng mà cũng nói là mình không có tội, trong một cái lý luận mà Chúa nói là không có lẽ thật. Thì tiếp theo câu 9 ông nói, còn nếu ngược lại, nếu mà chúng ta xưng tội mình ra, xưng, cái chữ xưng tội, confess, là trong nguyên nghĩa nó là cái chữ nói nhưng mà theo tiêu chuẩn của Chúa. Chúng ta thấy trong câu 8 thì tôi nói theo ý của tôi, nhưng mà dịch bây giờ nếu anh xưng tội mình, có nghĩa là anh nói theo cái tiêu chuẩn của Chúa. Xưng tội mình ra, nói theo cái tiêu chuẩn của Chúa, thì Ngài là thành tín và công chính, sẽ tha tội chúng ta. Chúa biết chúng ta là những tội nhân, và Chúa một cái mỹ đức của Đức Chúa Trời, đó là sự thành tín và công chính của Ngài. Chúa tha tội chúng ta. Và trong những khi chúng ta thờ phượng, hay sáng nay chúng ta vẫn hát bài hát, cái sự thành tín của Ngài còn đến muôn đời. Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên 103 mà chúng ta hát sáng nay, Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao đến bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi xa cách chúng tôi bấy nhiêu. Chúa đã hứa và Chúa sẽ làm, Chúa sẽ tha thứ khi chúng ta ở trong cái sự sáng của Ngài. Và nếu chúng ta đến xưng tội của mình ra, con nhận biết đây là tội, trong cái sự yếu đuối của bản thân, của xác thịt, và chính cái sự trình bày ra cho Chúa, Chúa sẽ ban sức để chúng ta phải nhìn nhận, thấy được cái tội thì mới chữa được. Nó như hôm bữa, tôi nhớ không biết là trong lớp hay là bài giảng, lần trước sẽ có nói cái người mà người điên hay là người bệnh đó. Người điên mà biết mình điên thì là tỉnh, hỏi anh ok không, thì mà nói không ok là biết ông nào không biết ông không ok. Mà cái ông mà ổng không có tỉnh mà hỏi ông ok, ông nói ok là rồi á, anh ở lại đi, anh chưa được về đâu. Chúng ta nhận thức được mình là tội nhân, để chúng ta luôn cần đến cái đấng giải cứu, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự thành tín và công chính, và Chúa sẽ tha tội chúng ta. Nhưng mà chúng ta cứ nói tôi không có tội, hoặc là chúng ta không nói, nhưng mà chúng ta sống như là chúng ta không có tội. Thành ra mình không bao giờ mà xưng tội với Chúa,
mình phạm tội mình cũng không có kinh nghiệm được cái điều đó nó xúc phạm đến Chúa thế nào, bởi vì mình không kinh nghiệm được Chúa là sự sáng, là sự thánh khiết, và rồi mình không thấy được cái tội lỗi, cái giá của tội lỗi là sự chết. Mình nói Chúa cứu rồi xong, và làm gì làm? Không thiên tội, không có nhìn và tuyên xưng cái tội lỗi của mình ở trên quan điểm của Chúa, và không hề kinh nghiệm được sự thành tín và công chính của Chúa. Nếu như mình không đến với Chúa, tất nhiên tội lỗi mình không được tha. Và điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn là cái sự bất khiết, bất chính, gian ác trước mặt Chúa. Gian ác ở đây nó bày tỏ rằng chúng ta không có đạt được trong cái cuộc thử nghiệm ở trong ánh sáng. Chúng ta có đang ở trong ánh sáng hay không? Khi chúng ta ở trong ánh sáng, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự thánh khiết của Chúa, chí thánh của Chúa, sẽ nhìn thấy được cái sự tội lỗi của chúng ta, như tiên tri Ê-sai khi thấy được cái vạt áo của Đức Chúa Trời, thì điều đầu tiên mà ông nói là khốn nạn cho tôi, tôi xong đời tôi rồi, tôi là người có môi dơ dái, sống giữa một dân có môi dơ dái. Và khi mà chúng ta không có xưng tội mình, không có thấy tội mình để xưng ra, thì có thể lắm chúng ta đang không ở trong sự sáng. Chắc chắn là chúng ta không kinh nghiệm được sự sáng rồi. Bởi vì khi chúng ta kinh nghiệm được sự sáng, chúng ta sẽ không thể nào yên nghỉ ở trên tội lỗi của chúng ta. Ngài là thành tín, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác, mọi điều bất chính. Ở trong Côrintô 2 đoạn 5 câu 21 mà hồi nãy tôi có đề cập tới là Chúa sẽ tha tội chúng ta như thế nào? Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúa đã đặt Đức Chúa Trời ở trong cái vị trí của chúng ta để Ngài chịu đóng đinh ở trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Và nhờ đấng đó mà qua cái sự công bình của Ngài mà chúng ta được sự công bình của Đức Chúa Trời. Xưng nhận tội lỗi thì sẽ được sự tha thứ hoàn toàn mà không còn cái sự gian ác, cái sự bất chính nữa. Tẩy sạch tội lỗi của chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Ở trong Roma đoạn 8 nói rất nhiều về điều này. Nó hơi dài nhưng mà chúng ta cần nên nghe và nhớ lại, chúng ta đã học qua. Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta được cứu thì không còn một sự đoán phạt nào nữa. Nhưng ở đây Chúa chứng minh, lời Chúa cho chúng ta thấy rằng cái sự cứu rỗi của Chúa là được bảo toàn hoàn toàn. Khi chúng ta được cứu thì chúng ta sẽ không có một cái điều gì có thể cất đi cái sự cứu rỗi của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đó là một cái tiến trình mà đã được định sẵn từ buổi sáng thế. Chúa chọn những cái người Chúa chọn thì Chúa đã chọn từ buổi sáng thế. Và ở đây cho ông Phaolô cho chúng ta biết là những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đây là một cái tiến trình đã định sẵn rồi. Và chúng ta ở trong cái tiến trình đó. Nhưng mà có ở trong tiến trình đó không, là chúng ta có được qua cái sự thử nghiệm ánh sáng và thử nghiệm tội lỗi này để cho chúng ta biết được chúng ta có đang ở trong cái tiến trình đó hay không. Và cái phần tiếp theo thì cho chúng ta thấy là không có một cái gì, khi mà chúng ta ở trong sự sáng rồi thì không có một cái gì có thể cất đi cái điều đó, đánh cướp đi được cái điều đó. Và chúng ta nhớ rằng
Đó, đây là một cái điều kỳ diệu tuyệt vời đối với con người tội lỗi chúng ta được cứu, ban cho sự sống đời đời, được sự cứu rỗi và ở trong cái sự sáng của Chúa. Và chúng ta có trân quý điều đó để sống trong sự vâng phục Chúa và để cho cái tiến trình nên thánh của chúng ta kinh nghiệm được những cái điều tuyệt vời, kinh nghiệm được sự đắc thắng ở trong cái tiến trình này. Và chúng ta bước qua phần cuối, đó là với phần thứ ba, đó là loại bỏ tội lỗi là điều hoàn toàn phỉ báng và không có lời Chúa. Ở đây trong câu số 10 chúng ta biết: nhưng nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội thì chúng ta cho Ngài là người nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Ở đây nó đi tới một cái tình trạng nặng hơn nữa. Đây là cái tình trạng của những người trí huệ giáo. Họ cho rằng cũng như vậy, nhưng ông nói cái tình trạng của người cái nan đề thứ nhất, sao ông trả lời, sao ông nói cái tình trạng thứ nhì, cái tình trạng gì là hôm nay chúng ta học là nói là mình không có tội, thì ông giải thích ra. Rồi bây giờ ông nói tới cái tình trạng thứ ba, đó là có những người họ nói nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, không bao giờ phạm tội, họ coi họ là thánh, họ đặt họ trong một cái vị trí đặc biệt cao trọng, mà họ không có tội. Thì đây là những cái tình trạng của những người trong cái thuyết trí huệ giáo. Và họ khi họ nói là cái linh của họ là không có tội, cái chuyện mà tội là cái chuyện phàm của xác thịt thôi. Thì ở đây nó nặng nề hơn cái điều này. Khi mà mình khẳng định điều đó thì lời Chúa qua sứ đồ Giăng cho chúng ta biết: chúng ta nói cho Ngài là người nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Tại sao mà ông khẳng định là khi mà chúng ta nói rằng chúng ta không có tội thì chúng ta nói Chúa là người nói dối? Bởi vì Chúa nói chúng ta là người có tội. Cái lời Chúa rõ ràng, con người, cái bản chất con người sinh ra là tội lỗi, sinh ra trong lời Chúa cho chúng ta bản chất con người là tội lỗi. Và như đã trình bày, con người tạo dựng nên ở trong sự toàn hảo, nhưng mà bởi vì Adam và Eva đã phạm tội, cho nên ở trong Roma đoạn 3 câu 10 tới câu 12 có nhắc tới, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, đó là bởi Adam và Eva, lại bởi tội lỗi mà có sự chết. Chính tội lỗi đó nó dẫn con người ta đến sự chết. Sự chết đây là cái sự cắt đứt cái mối liên hệ với đấng tạo hóa. Thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Cái tội lỗi nó đi vào trong thế gian như vậy, và cho nên con người sinh ra là phạm tội. Mà mình nói là mình không phạm tội, coi như là mình phủ nhận lời Chúa, hay nói đúng hơn là mình nói Chúa nói dối. Khi mình khẳng định mình không có tội, có nghĩa là mình khẳng định là Chúa nói dối. Ở trong Thi Thiên 51 cũng nói rất là rõ ràng, David nói: kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Khi ông phạm tội, ông nhận thức được cái tội lỗi đó, cái tội lỗi ông phạm nhất thời, và cái tội lỗi đó là từ ở trong cái bản chất tội lỗi của con người. Tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Ở đây chúng ta thấy loại bỏ tội lỗi là cái điều hoàn toàn phỉ báng và không có lời Chúa. Khi chúng ta chối bỏ lẽ thật, dù ở bất kỳ cái mức độ nào, chúng ta phủ nhận tính chân thật của lời Chúa, và điều đó đồng nghĩa là chúng ta cho Đức Chúa Trời là nói dối. Đây không chỉ là cái sự vu khống kinh khiếp, mà là một sự phỉ báng đặc tính thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Và tất nhiên lời Chúa không ở trong chúng ta, vì chúng ta đã khước từ tiếp nhận lẽ thật trong lời Ngài. Ở đây chúng ta thấy rằng cái hành động này, suy nghĩ này, cái tư tưởng này, nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không nhận thức rõ được cái sự sáng của Chúa, cho nên chúng ta phạm tội và chúng ta thấy điều đó nó không có ảnh hưởng gì hết. Mặc dù mình thấy rõ ràng mỗi ngày mình kinh nghiệm cái cho dù mình nói cái thể xác này nó tách rời,
thì anh cũng chứng kiến được cái thể xác của anh nó vi phạm những cái tội lỗi, nhưng mà anh cứ phớt lờ đi, hoặc là anh cho đó là không phải thuộc về tôi, cái thân xác này không phải thuộc về tôi, phủ nhận tất cả. Nhưng mà mình phủ nhận luôn cả cái sự sáng của Chúa. Sự sáng của Chúa soi vào trong nơi tối tăm, soi rõ tất cả những tội lỗi. Mình nghĩ rằng sự sáng của Chúa không thấy cái tội lỗi của mình, cho nên mình tự lừa dối mình, mà mình đưa ra những cái luận điểm, nó chỉ chứng tỏ rằng chúng ta đang phỉ báng Chúa, cho rằng Chúa là người nói dối. Chúng ta không, hoàn toàn không nhận thức được cái bản chất của sự sáng của Chúa như ông trình bày ở trong câu 5. Cái bản chất của Chúa là chí thánh, công bình, và ngài không thể tha thứ cho những cái không thể chấp nhận được tội lỗi. Mình thường mình cứ nói Chúa nhân từ, thời kỳ ân điển, Chúa tha thứ hết, Chúa Giêsu lãnh rồi, xóa tội rồi, thì phạm tội thoải mái, làm sao mà không phạm tội được, thì thôi thì cứ phạm tội. Đó là cái luận điểm nó lừa dối mình, và đến một cái mức là cho rằng Chúa là người nói dối, và Chúa không thể dung thứ cho những cái tội lỗi đó. Tội lỗi Chúa không chấp nhận được. Nhưng ông ở trong câu số 10 ông đưa ra một cái tiếp tục ông đưa ra một cái giải pháp. Đó là cái câu số 10. Và ông để mà giải đáp, để mà giải quyết cho cái nan đề đó, thì ở trong phần 2 từ câu 1 tới câu 2 ông cho chúng ta biết những cái vi phạm tội nó đòi hỏi một cái đấng bảo hộ công bình và hoàn toàn, một sự công bình, một đấng bảo hộ công bình hoàn toàn để không bị kết án. Tội lỗi là sẽ bị phải trả giá. Tiền công của tội lỗi là sự chết, là Chúa nói. Nó không có cái sự dung thứ. Nhưng khi chúng ta có một đấng bảo hộ công bình hoàn toàn, thì khi đó chúng ta sẽ ở ngoài cái sự phán xét của Chúa. Và như thế nào thì ở trong phần tiếp theo ông nói, hỡi các con bé nhỏ của ta. Ở đây ông muốn nói là cái tình trạng con bé nhỏ này là những con thuộc linh, còn non nớt, còn những cái suy nghĩ rất là thiếu chín chắn, để rồi bị những cái tà giáo họ lung lay, làm lung lạc đi. Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Bởi vì cái thực trạng nhiều con cái Chúa đang bị lung lay bởi những cái tư tưởng đó, và sống thoải mái trong tội lỗi, và cho rằng điều đó nó không có ảnh hưởng gì tới cái đời sống thuộc linh của mình. Cho nên ông mới viết những cái thư, viết thư này ra, hỡi con cái bé mọn của ta viết cho các con điều này để các con không phạm tội nữa. Nhưng mà ông nói tiếp, nhưng nếu có ai phạm tội, và cái chữ nếu đây là có nghĩa là trong cái nếu điều kiện này là nó có, chứ không phải là nếu là có hoặc không có. Ai cũng phạm tội, lời Chúa ai cũng phạm tội hết. Và ông nói là khi mà các con phạm tội đó, thì chúng ta có một đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, đấng công chính. Thì ở đây một lần nữa ông trở lại, chúng ta ai cũng đều sẽ phạm tội. Chúng ta còn là trong cái thân xác con người này thì vẫn phạm tội, nhưng mà nó khác biệt ở đây. Ở đây là cái điều mà mình cần phải nhớ. Khi Chúa tạo dựng nên con người, Chúa cho con người có một cái tạo vật toàn hảo, và con người có được cái sự chọn lựa, có sự chọn lựa để có thể vâng phục Chúa và cũng có thể bất tuân. Và chính vì vậy Adam và Eva đã chọn sự bất tuân. Và khi Adam và Eva chọn sự bất tuân thì cái mối liên hệ với Chúa cắt đứt, họ chết thuộc linh. Thì khi đó con người không còn cái khả năng để mà kháng cự, khước từ tội lỗi. Có nghĩa là con người chỉ có phạm tội thôi, và không thể nào, và chúng ta kinh nghiệm điều đó khi chúng ta không có Chúa. Nó nói tội nó tới, mình sợ, mình ớn, mình không thể nào mà say no, mình không thể nào, mình luôn luôn ở dưới cái quyền lực của đó. Mình thấy một cái gánh nặng như thế nào đi chăng nữa mình vẫn không thoát được. Đó là con người không có Chúa, thì chúng ta không thể nào
mình dưới cái quyền lực của tội lỗi, và chúng ta không thể nào nói không, không thể nào kháng cự, không thể nào cưỡng lại được cái áp lực, cái sự tể trị, cái sự chủ động của tội lỗi trên đời sống của chúng ta. Nhưng đến khi chúng ta được cứu thì chúng ta lại được Chúa cho trở lại. Chúng ta có thể đắc thắng tội lỗi, có nghĩa là chúng ta có thể không có tội lỗi, không chủ động được trên đời sống chúng ta. Tội lỗi không chủ động được trên đời sống của người đã tin Chúa. Đây là một sự khẳng định lời Chúa cho chúng ta biết. Chúa ban cho chiên của Chúa cái sự đắc thắng, một đời sống sung mãn đắc thắng, đó là đắc thắng cái quyền lực của tối tăm. Nhưng chúng ta vẫn còn ở trong xác thịt này và chúng ta vẫn còn có thể phạm tội. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn có thể phạm tội, nhưng mà chúng ta có thể không phạm tội. Tôi nói vậy có rõ không? Khi Chúa tạo nên chúng ta có cái quyền phạm tội và có quyền không phạm tội, và chúng ta chọn cái sự không phạm tội, cái sự phạm tội trong cái sự bất tuân, để rồi chúng ta cắt đứt mối liên hệ với Chúa và chỉ có phạm tội thôi, là tội lỗi thống trị chúng ta, chủ động đời sống chúng ta. Nhưng mà khi mà Chúa cứu chúng ta rồi thì chúng ta được thoát khỏi cái quyền lực đó. Chúng ta có thể không có tội lỗi, không có chủ động, chúng ta có thể đắc thắng tội lỗi, chúng ta có thể vượt qua những cái cám dỗ thử thách, có thể, nhưng mà chúng ta vẫn còn ở trong cái xác thịt của chúng ta và chúng ta vẫn có thể phạm tội. Đó là cái chúng ta cần phải để ý cái điều đó. Nhưng mà ở đây thì chúng ta, ông cho biết là, nhưng nếu có ai phạm tội, có nghĩa là khi chúng ta được cứu rồi chúng ta vẫn phạm tội, và cái sự phạm tội đó phải được giải quyết như thế nào, thì ở đây ông nói là thì chúng ta có một đấng biện hộ với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu Christ, đấng công chính. Chúa Giêsu là đấng mà đã chết cho chúng ta. Chẳng những thế thôi, nhưng mà bây giờ Chúa còn ngồi bên hữu Đức Chúa Cha và luôn luôn cầu thay cho chúng ta. Và để khi chúng ta đến với Chúa, xưng tội với Chúa, thì chính Chúa Giêsu là đấng sẽ cầu thay chúng ta cho tội lỗi của chúng ta. Đó là lời Chúa cho chúng ta biết điều đó. Chính vì vậy mà ở đây ông nói là Chúa Giêsu là đấng biện hộ với Đức Chúa Cha, là đấng công chính. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng công chính hoàn toàn mới có thể là cái sinh tế, là con chiên không tì vết để chết cho tội lỗi chúng ta. Và cũng sự công chính của Ngài, Chúa ngồi ở bên hữu Đức Chúa Cha và cầu thay chúng ta, biện minh cho chúng ta, biện hộ cho chúng ta khi chúng ta ở trong Ngài. Đây là một cái điểm mà ông Phao-lô luôn luôn nói, ở trong Chúa, ở trong đấng Christ. Nếu chúng ta ở trong đấng Christ, Ngài sẽ là đấng biện hộ chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không ở trong đấng Christ thì Chúa không thể nào biện hộ chúng ta, bởi vì chúng ta không thuộc về Ngài. Và ở đây ông cũng nhắc tới chính Ngài là tế lễ chuộc tội, có nghĩa là cái của lễ vãn hồi của chúng ta. Cái chữ tiếng Anh khó đọc, propitiation, tôi không biết tôi đọc chúng không, nhưng mà nó không phải là cái chữ, không phải là chỉ là cái của lễ chuộc tội, nhưng mà nó nói đó là một cái của lễ. Chúng ta biết là mình thấy Đức Chúa Trời thánh khiết, cho nên cái sự cái cơn thịnh nộ của Ngài trước tội lỗi nó đòi hỏi phải có một cái của lễ vãn hồi để xoa dịu cái cơn thịnh nộ thánh của Ngài. Và bởi vì Ngài là chí thánh, cho nên cái của lễ đó đòi hỏi phải cũng thánh khiết. Và cái của lễ đó chỉ có ở trong Cựu Ước thì Chúa đòi hỏi một cái con chiên không tỳ không vít để dẫn dân sự nhận thức được rằng mọi người khi mà dân của lễ đều nhìn về một cái đấng cứu thế sẽ đến, là đấng không có tội lỗi gì hết và sẽ chết cho tội lỗi của nhân loại. Thì ở đây nói tới một Chúa Giêsu là cái của lễ vãn hồi đó. Chính Chúa đã chết để xoa dịu cái cơn thạnh nộ mà tội lỗi của con người đã làm cho cái cơn thạnh nộ thánh của Chúa. Khi mà cái sự thánh khiết của Chúa đối diện với tội lỗi thì Chúa không thể nào chấp nhận được. Chỉ bởi cái của lễ vãn hồi là chính Chúa Giêsu Christ mới Chúa mới có thể
thỏa mãn và bằng lòng, vui lòng bỏ qua những cái tha thứ những cái tội lỗi của con người. Chính Ngài là tế lễ chuộc tội hay là của lễ vãn hồi của chúng ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa. Và chúng ta thấy ở đây ông một cái câu này nó cũng đưa tới một số cái nan đề, nhưng mà chúng ta sẽ không có bàn nhiều vấn đề ở đây. Chúng ta sẽ hiểu đúng theo ý của đây là cái của lễ vãn hồi, cái sự chết của Chúa, cái sự chuộc tội của Chúa không vì tội lỗi của chúng ta mà thôi. Chúng ta đây là nói tới người Giuđa, ông đang viết cho những người mà Do Thái. Thì ở đây ông nói là cái sự chết của Chúa, cái sự chuộc tội của Chúa không chỉ cho dân người Giuđa thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa. Thế gian đây là nói tới những người ngoại. Ở đây mình thấy được ở trong cái lời nói của ông thầy tế lễ Cai Phe ở trong Giăng đoạn 14. Chúng ta biết ông Cai Phe không phải là ông là thầy tế lễ thuần phẩm, nhưng mà ông chống Chúa, nhưng mà Chúa sử dụng ông để nói tiên tri ở trong Giăng 11. Có ghi lại là có nhiều người Giuđa đã đến cùng Mary và thấy sự Đức Chúa Giêsu làm, bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pharisee mách cho họ sự Đức Chúa Giêsu đã làm. Các thầy tế lễ cả và người Pharisee nhóm tòa công luận bàn rằng người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm thì thiên hạ tin người, rồi dân Roma sẽ đến diệt nơi này và cả nước chúng ta nữa. Nhưng một người trong bọn họ tên là Cai Phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng các ngươi chẳng biết gì hết. Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết còn hơn cả nước bị hư mất. Có nghĩa là ông nói xử để ông này nó làm phiền chẳng những cho mình mà cho cả nước nữa. La Mã nó sẽ qua nó tấn công đồ. Các ngươi xét chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết còn hơn cả nước bị hư mất. Vả người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giêsu sẽ chết, sẽ vì dân mà chết, và không những vì dân mà thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại là một đoàn. Ở đây là cái ý mà lời Chúa cho chúng thấy, cũng chính ông Giăng biết cái được Chúa soi dẫn để viết cái phần này. Là ông Cai Phe ông nói rằng cái mối họa Chúa Giêsu này phải giải quyết, mà phải giết, là để tha, để xử cho ổng đi, không suy nghĩ gì nữa hết, rõ ràng giết để rồi không còn bị những cái hiểm họa khác. Nhưng mà ông không biết rằng ông nói cái điều đó là được Chúa Đức Thánh Linh sử dụng để nói tiên tri. Đức Chúa Giêsu sẽ vì dân mà chết, và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại là một đoàn. Ở đây nói tới những con cái tản lạc là những người người ngoại. Và rồi sau đó chúng ta thấy ở trong công vụ và Roma, trong công vụ thì chúng ta thấy bắt đầu ông Phao-lô, ông Phi-rơ, chúng ta nhớ trong mình học rồi, trong công vụ 11 thầy đội gì khi mà ông Phi-rơ tới để làm chứng rồi làm phép báp-têm cho cả gia đình đó. Thì trong công vụ đoạn 11 câu 18 nói rằng tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng vậy Đức Chúa Trời cũng ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Ở đây nói tới cái sự tha tội không còn ở trong vòng giữa dân Do Thái, người Giuđa nữa, mà cho cả người ngoại. Hay trong Roma đoạn 1 câu 17, thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gret. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Có thể là tin lành bây giờ không còn, tin lành nó không còn giới hạn ở trong người Do Thái nữa, mà cho cả người ngoại ở trên đó, là cái chữ thế gian mà ông Giăng ý muốn nói ở đây. Chúng ta thấy là qua cái cuộc thử nghiệm ánh sáng và cái cuộc thử nghiệm tội lỗi, chúng ta nhìn nhận cái ánh sáng của Chúa như thế nào? Chúng ta có thật sự kinh nghiệm được ánh sáng của Chúa để rồi
nhận thức rằng tội lỗi chúng ta trước Chúa được phơi bày, và chúng ta sẽ không có dửng dưng và để cho tội lỗi nó diễn ra, nó hoạt động, nó hoành hành ở trên đời sống của chúng ta mỗi ngày, và chúng ta nhận thấy và chúng ta bỏ qua nó. Chúng ta cũng nhận biết rằng cái bản chất của chúng ta không phủ nhận chúng ta không có tội được, chúng ta vẫn có tội, nhưng tội lỗi đó phải được xưng nhận, phải được nhìn nhận ở trên quan điểm cái tiêu chuẩn của Chúa và tìm đến Chúa. Đó là lý do chúng ta cần ở trong Chúa và cần đấng Christ là cái đấng sẽ bào chữa cho chúng ta khi chúng ta tìm đến Ngài, xưng tội cùng Ngài. Rồi cũng một một cái điều nữa là qua cái cuộc thử nghiệm tội lỗi, chúng ta nhìn nhận như thế nào về tội lỗi, thái độ của chúng ta đối với tội lỗi như thế nào, chúng ta sẽ cứ dễ dàng cho qua, biện minh hết cách này bằng cách khác và sống trong tội lỗi mà không hề có một cái sự mà ăn năn hay là than khóc, khóc lóc đau đớn về tội lỗi của mình, không bao giờ chạy đến với Chúa để xin Chúa tha thứ, bởi vì đó là chuyện thường, ai cũng vậy. Và nhiều người còn nói mấy mục sư cũng làm sai sùm mà. Đó là mình theo tiêu chuẩn của ai? Mình theo tiêu chuẩn của người ta, theo tiêu chuẩn của ông sư. Chúng ta nói, bởi vì chúng ta nói mà biết bao nhiêu cái nan đề xảy ra, ngay cả trong hội thánh Chúa, thái độ của chúng ta đối với tội lỗi như thế nào ở trên tiêu chuẩn của Chúa, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang bước đi trong sự sáng. Xin chúng ta cùng đến với Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện. Nguyện xin Chúa soi sáng, sự sáng của Chúa phơi bày tất cả những cái yếu đuối của chúng ta. Chính sự sáng của Chúa cũng sẽ hướng dẫn chúng ta để có một đời sống đẹp lòng Chúa, sáng danh Ngài. Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về lời Ngài một lần nữa soi rọi vào trong nơi tối tăm của chúng con, soi rọi vào những cái sự hiểu biết sai lạc của chúng con. Chúa ơi, đã bao lần chúng con phạm tội, Chúa đau lòng và nhìn thấy chúng con dửng dưng coi nhẹ điều đó. Xin Chúa tha thứ, xin Chúa luôn khuấy động chúng con. Nguyện xin lời Chúa sẽ không để yên cho chúng con sống một cách thoải mái trên tội lỗi của mình. Đau lòng Chúa, nhưng chúng con biết trình dâng lên cho Chúa, nương cậy Chúa và nhận thức rằng đời sống chúng con không thể sống ở ngoài Chúa. Bởi vì chỉ chính mình Ngài là đấng thành tín sẽ tha thứ tội lỗi chúng con. Và chính mình Ngài sự công bình, công chính và quyền năng của lời Chúa giúp chúng con vượt qua được những yếu đuối chúng con, đắc thắng được tội lỗi chúng con, sống đời sống thánh khiết trong cái tiến trình thánh hóa mà Chúa ban chúng con trên đất này. Chúng con dâng chính mình con cũng như anh em, anh chị em của chúng con. Mình xin Chúa thương xót, tha thứ, gìn giữ chúng con, dẫn dắt chúng con trong những ngày tới. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.